đường thông thoáng rộng rãi này các bác này, view đẹp này, dừa này. Thế đường bê tông rộng 5m, chạy ra cái hướng ngoài này là đường tỉnh lộ 725, là mất chỉ khoảng 800m thôi. Trong đất của mình thì có một cái căn nhà, nhà xây cũng rất là mới nha, nhà xây mới luôn, nhưng mà hiện tại người ta không còn ở nữa, thì cỏ mọc khá là nhiều, bao trùm xung quanh nhà rồi. Đó, có căn nhà này, cũng đường điện là kéo vào hết nha. Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nhé. Tiếp tục thì hôm nay em xin giới thiệu cho cô bác và anh chị lô đất. Nó thuộc về xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhé. Có cái view rất là đẹp luôn, view xung quanh đất của mình. Đó, ở ngoài này là trung tâm huyện này, trung tâm huyện ngoài này này. Còn quốc lộ 20 sân bay thì ngoài này. Còn khu vực trong này thì nó là thuộc về quốc lộ 20, nó đi một phòng luôn. Đó, cái lô đất của mình đây là có tổng diện tích là hơn 9.000m², gần 1 hecta nha. Đấy thì toàn bộ cái giải đất cỏ này là của mình này. Đó, toàn bộ cái giải đất cỏ đang mọc là của mình. Và trong đó là có những cái cây bơ rất là nhiều nha. Vài chục cây bơ đấy các bác. Bơ này, bơ thu chính. Và trong đó cũng có những cái cây sầu riêng như thế này. Đó, đất của mình thì hai mặt tiền nhá. Một mặt tiền chạy ngay bên này, nó gần 80m cái mặt tiền đường này. Còn và cái mặt tiền đường phía bên này thì đâu đó nó được khoảng là 90m, hơn 90m cái mặt đường phía sau này. Đó, trước và sau. Đấy, nó ngang nhá bác, nó ngang hình chữ nhật rất là đẹp luôn. Đó thì được hưởng toàn bộ cái view luôn. Khu vực của mình là khu vực dân cư đông. Như em bay flycam em để cuối video các bác xem tham khảo nhá. Trong đất của mình thì có một cái căn nhà, nhà xây cũng rất là mới nha, nhà xây mới luôn, nhưng mà hiện tại người ta không còn ở nữa, thì cỏ mọc khá là nhiều, bao trùm xung quanh nhà rồi. Đó, có căn nhà này,
cũng đường điện là kéo vào hết nha. Đó. Thì đây em di chuyển ra ngoài này. Đây, đất của mình thì có bám cái mặt đường bê tông rộng 5 mét họ mới đổ này. Đấy, căn nhà bếp này, nhà khách, nhà ngủ và căn nhà bếp ngoài này. Đây, từ đây là hết đường bê tông. Cái đường bê tông rộng 5 mét chạy ra cái hướng ngoài này là đường tỉnh lộ 725. Là mất chỉ khoảng 800 mét thôi. Còn cái khu vực này là người ta chỗ này là hết đường bê tông rồi. Thì mình chạy dài xuống tới kia. Cộng đường bê tông với cả cái mặt đường này nữa thì đâu đó được khoảng gần 80 mét cái mặt đường này nhá. Giải đà cấp phối. Đường này là đường đi thông ra tới ngoài huyện luôn. Đó, huyện mình ngoài này. View rất là đẹp nhá. Mà bơ biết các thứ người ta trồng. Nói chung mình mua về mình cải tạo thêm thôi. Đất của mình thì hưởng chọn view rất là đẹp. Các bác mua về á, mà cho máy vào san phẳng view về cái đất của mình á, không còn tí cỏ nào thì tuyệt vời luôn. Đất sạch sẽ, vườn sạch sẽ thì rất là đẹp. Đó, đất của mình thì giáp với cái nhà này, với cà phê này. Đó, cái mặt đường mình rất là dài về phía bên đằng bên kia. Đất mình hai mặt đường, trước sau luôn. Đây, đất mình là giáp cái chỗ này. Đó, tới đây nhá. Tới đây. Đó, đổ thẳng lên trên cái nhà kia. Nhà của mình luôn. Thì cái mặt đường rất là rộng, ô tô vào tận nơi. Cách cái đường DT725, đường liên tỉnh đó thì nó chỉ có 800 m. Mà ra tới trung tâm huyện đây này chỉ mất tầm khoảng 5 cây số thôi. Đi theo đường tỉnh lộ 725 á, chạy vèo ra cái là tới thôi. Đó, trung tâm trường chợ thì ngoài huyện hết. Hay là cái xã, ở ngoài xã Tân Văn này á, thì cũng có trường cấp 1, cấp 2, trường mẫu giáo đầy đủ luôn. Từ đây là mà ra tới trung tâm xã thì mất chỉ khoảng là 3 cây số thôi các bác. Ra tới đường tỉnh này chạy ngược xuống này 3 cây. Còn chạy ngược lên á, tầm 4 cây á, là ra tới trung tâm của xã phát triển nhất là xã Tân Hà đó các bác. À, trung tâm hành chính ngoài đó thì mất chỉ khoảng 4 cây số thôi. Còn ra tới trung tâm huyện thì mất tầm khoảng 5 cây. Cái giải đất của mình thì họ đang để không, không có làm gì cả. Trước người ta có trồng cà phê, trồng cây trái vào nên nào có vẫn họ múc bỏ cà phê đi rồi, còn một số cây ăn trái vẫn còn đấy các bác. Đó, dân cư thì ở khá là đông nhá. Đấy, gốc cà vẫn còn này. Đó, toàn bộ cái nhà mình á là được là ở thế cao. Đấy, đất của mình nó bằng nhá bác, bằng nó thế dương nó bằng ấy, rất là đẹp. Mà đất mình thế cao nên là nhìn được toàn bộ cái view. Ở đây thì khu vực góc này này, người ta phân lô rất là nhiều nhá các bác. Phân lô 2-3 chỗ người ta phân lô á, bên các công ty người ta tự phân lô các bác. Phân lô bán nền á. Đấy, cái view của mình rất là đẹp. Bên này của người ta nha, bắt đầu bên này là của mình này. Bơ, cây trồng cũng là xung quanh. Đấy, vườn rược thì người ta chưa có dọn thôi. Dọn đi thì rất là đẹp. Đó thì hơn 9.000 m², gần 1 hectare này người ta đang đưa ra cái giá là 6.4 tỷ cho toàn bộ lô đất này nhá. Sổ sách đầy đủ là đất của mình là có 400 m thổ cư nhá bác. 400 m thổ cư. Đất của mình là có cái giếng khoan ở khu vực chỗ đó. Thì em chưa có, không biết là họ giấu ở đâu rồi, thì em chưa có tìm ra. Đó, trải đất của mình rất là đẹp nha. Đất này thì các bác trồng cây ăn trái thì tuyệt vời rồi. Đây, cái đường bên này nhá, đường đằng sau đất mình đây. Khu vực dân cư thì nó nằm rải rác bên này. Đường điện các thứ kéo hết đây. Đây, lô góc này. Đó, con đường rất là rộng nha, đường giải đá cấp phối này.
Đó, đất của mình là từ đây chạy mút bên kia là hơn 90 mét cái mặt đường này luôn. Đó, giải đất bằng bằng lại lên trên tới nhà luôn, rất là đẹp. Càng lên cao thì view càng đẹp. Đó. Đây khu vực bơ nở hoa rất là nhiều nha các bác. Bơ này. Khu vực dân cư ở ở bên này là trồng dừa các bác này. Trồng dừa. Em qua đây xem này. Dừa này. Đó, đây là cái view toàn bộ nha các bác. View rất là đẹp luôn. Buổi tối thì nhìn lung linh luôn. Thì các bác quan tâm lô đất ở xã Tân Văn này thì liên hệ qua cho em nha. Diện tích là hơn 9 sào, hơn 9.000 m2. Có 400 m thổ cư, sổ sách là đầy đủ, hai mặt đường rất là đẹp. Dài nữa, một bên thì hơn 90 m, một bên thì gần 80 m. Đó, đất vuông, đất nó khá là vuông nha các bác. Được cái mặt đường đẹp. Đấy, toàn bộ giải đất của mình đây. Trồng cây vào nữa thì tuyệt vời. Bên này thì đó là giáp cà phê là của nhà người ta. Đây. Đây, cà phê của người ta. Từ đây đổ vào này, là bên này của mình, bên này của người ta này. Đấy, toàn bộ cái view rất là đẹp. Nhà cửa, điện nước là đầy đủ. Mua về là ở thôi các bác. Chăm sóc cây, mình có thể cải thiện lại với cái đám đất của mình. Dọn cỏ rồi mình trồng cây ăn trái vào. Trồng cây, những cây gì mình thích thôi. Đó, thì tổng diện tích này thì người ta đang bán với cái giá là 6 tỷ tư cho toàn bộ lô đất này nha. Đó. Thì ngoài này á, nó là cái đường bê tông hồi nãy các bác. Đường này thông với cái đường bê tông, cái mặt đường chính của mình ngay mép nhà đó các bác. Đường rất là rộng rãi luôn. Đường người ta đầu tư đổ 5 mét á. Mới đổ đây, cách đây chắc tầm tháng thôi các bác. Còn đường bên này á thì được giải đá cấp phối này. Mở rộng cũng rất là rộng nha. Trước sau gì thì người ta cũng đổ đường thôi. Đó, bình hơi thì ngay đây thì không sợ bị điện yếu này. Đấy, bình hơi ngay đây luôn. Khu vực góc này này. Tại vì nó được cái view á các bác, nên là người ta phân lô ở khu vực này rất là nhiều. Được hưởng chọn toàn bộ cái view luôn. Như ở góc này là em có một lô 3 hectare nữa cơ. Thì người ta đang bán cái giá như là 16 tỷ á. Em chưa có quay. Đây này, cái mặt đường này. Đổ thẳng xuống dưới cái nhà của mình dưới này nhá. Đây, cái nhà của mình là dưới này đây. Đó, cái nhà của mình đó. Đường thông thoáng rộng rãi này các bác này. View đẹp này. Rất là rộng luôn. Hai xe tải tránh nhau được luôn các bác. Đó. Đất mình thì hưởng hai mặt đường. Đây này, khu vực phân lô ngay trên này, người ta ủi này các bác này. Đường điện thì mọi thứ đầy đủ hết. Mà ra tới đường DT725 thì mất chỉ khoảng là 800 mét thôi. Và tới trung tâm huyện hay là trung tâm của xã Tân Văn. Ngay đây thôi này, cái góc này. Còn ngược lên á, thì là cái xã phát triển của Tân Hà á, thì mất chỉ khoảng 3 đến 4 cây số thôi. Rồi, các bác quan tâm liên hệ qua cho em nha.